hàng ha, mình bắn đinh xuống là nó phóng điện ra. Nó có sợi dây gì không anh? Mình câu mắt con kia phải không? Câu mắt con kia là bắn nha. À, hôm nay chia sẻ với các bạn là lên cái xưởng của ông Đạt đổ xưởng điện ra đây là thấy cái công nghệ hàng là đã quá. Cái máy hàng này y chang như cái máy hàng điện kia bình thường thôi đúng không?